mùng 2 tháng 9 năm 2023. Ngày mùng 2 tháng 9, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản tuyên bố độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Phát huy tinh thần cách mạng tháng 8, hôm nay câu lạc bộ aerobic Thúy Hồng có địa chỉ tại phố chợ Tân Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang cũng hưởng ứng ngày quốc khánh, phát huy tinh thần thể dục thể thao của Bác Hồ Chí Minh vĩ đại. Chương trình trong buổi tối ngày hôm nay sẽ có sự hiện diện của các câu lạc bộ aerobic, zumba và khiêu vũ đến từ tất cả các xã trong huyện Lục Ngạn. Và vui nhất cho những người làm chương trình đó là có sự góp mặt của toàn thể quý vị khách quý, bà con, cô bác và các cháu nhỏ xa gần để trở về đây để cổ vũ cho đêm giao lưu trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa, chúng tôi không biết nói gì hơn, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời cảm ơn. Và mở đầu trong chương trình giao lưu văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay thì MC Thu Hà xin mời toàn thể quý vị, xin mời các câu lạc bộ sẽ đứng xếp hàng vào trong sân. Xin mời bà con chúng ta sẽ cùng đứng dậy để làm lễ chào cờ kỷ niệm ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9. Xin trân trọng kính mời. Xin mời các câu lạc bộ sẽ xếp hàng vào trong sân ạ. Giống như lát nữa chúng ta đồng diễn luôn đấy ạ. Một lần nữa xin trân trọng toàn thể, xin mời toàn thể quý vị, bà con sẽ cùng đứng dậy để chúng ta làm lễ chào cờ ạ. Xin mời bà con sẽ đứng dậy để chúng ta sẽ làm lễ chào cờ ạ. Chỉ mất khoảng độ 50 giây thôi ạ. Tất cả chúng ta sẽ cùng hướng về Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta để tưởng nhớ đến những anh hùng đã hy sinh giành lại độc lập tự do cho quê hương đất nước, để phát huy những truyền thống anh hùng, anh dũng của dân tộc ta. Xin mời toàn thể quý vị. Vâng ạ, xin mời các bạn thanh niên sẽ đứng lên ạ. Vâng, xin một lần nữa Thu Hà xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng đứng dậy. Thu Hà chỉ xin 50 giây của quý vị thôi ạ. Đã đến giờ chào cờ, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị đại biểu, khách quý, xin trân trọng kính mời bà con, chúng ta sẽ chỉnh đốn trang phục, đứng nghiêm trang để chuẩn bị làm lễ chào cờ, chào mừng ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày khai sinh ra nước. Sau khi lễ chào cờ xin phép được bắt đầu. Chào cờ xong, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý, quý vị đại biểu, xin mời bà con sẽ ngồi xuống ạ. Xin mời đội nghi lễ sẽ về vị trí.
Chú ơi tắt nhạc cho con đã. Xin mời vâng ạ. Xin mời toàn thể các chị em sẽ vào chụp kiểu ảnh lưu niệm luôn ạ. Xin mời các câu lạc bộ sẽ về phía trung tâm của ban tổ chức để đăng ký những tiết mục mà câu lạc bộ mình sẽ biểu diễn trong buổi tối ngày hôm nay. Đâu có cái ảnh nào không? Có cái ảnh nào chụp không? Hả? Bảo có ai có điện thoại nào chụp không? Chấm cất điện thoại đi rồi. Chấm đâu ấy? Ra xa thì vay được. Hả? Đây, ở chị à. Đi vào sân đi, đi vào sân.
Nếu mà chụp thế này nó thấp thôi, nó không không cao như kia nhá.